Sau khi ăn, thức ăn được nghiền nát một phần bằng động tác nhai và được phân hủy, một phần nhờ các men có trong nước bọt, rồi được đưa xuống thực quản và đến dạ dày. Trong khi có bóp, các tuyến nhỏ ở lớp lót dạ dày tiết ra hóa chất tiêu hóa, gồm các axit mạnh, bào mòn thức ăn và các enzyme phân giải dưỡng chất. Dưới tác động vật lý và hóa học này, sau vài giờ, thức ăn trở thành một chất nhão đặc sệt đã tiêu hóa một phần. Trong khoảng 2 đến 4 giờ sau, khi ở lại trong dạ dày, chất nhão đã tiêu hóa một phần, chảy đều đặn thành các dòng mảnh sang ruột non. Bình thường, sự tiêu hóa thức ăn diễn ra cân bằng, bắt đầu từ khoang miệng, dạ dày, ruột non và cuối cùng là chất bã được đưa xuống đại tràng. Khi cơ thể khỏe mạnh, các loại dịch và men tiết ra nhiều hơn, tiêu hóa tốt hơn. Ngược lại, khi niêm mạc dạ dày bị tác động tấn công bởi các chất có hại, lớp chất nhầy bảo vệ quanh niêm mạc dạ dày tá tràng bị giảm các axit và các dịch tiêu hóa sẽ tiêu hóa luôn các lớp niêm mạc gây loét thủng dạ dày tá tràng. Chăm sóc cho người bệnh viêm loét dạ dày nên ăn những thức ăn giàu dinh dưỡng, mềm và dễ tiêu hóa như cháo, cơm nhão, mì sợi nhỏ, v.v. Thường xuyên sử dụng các thực phẩm có tác dụng bao bọc dạ dày như sữa, trứng, gạo nếp, bột sắn, bánh mì. Các loại quả khô, dương thực cứng, rau cần, hẹ, dưa, măng, v.v. là những loại thức ăn khó tiêu hóa, làm hỏng niêm mạc dạ dày, khó lành chỗ loét. Tránh những thức ăn có chất hóa học, kích thích niêm mạc dạ dày như cà phê, trà đặc, rượu mạnh, các thức ăn cay. Không nên ăn những thức ăn lạnh, sống. Tốt nhất là những thức ăn hấp, xào, nấu, ninh. Còn những thức ăn rán, chiên, muối, trộn nộm không nên sử dụng nhiều bởi khó tiêu hóa. Không nên ăn những thực phẩm chứa hàm lượng axit cao như giấm, chanh. Nên có một tinh thần vui vẻ, lạc quan, giữ thói quen làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng, hạn chế hút thuốc lá và sử dụng các chất kích thích như rượu, bia.